1. Duma tên thật là Đỗ Văn Mai. Chủng loài xưa kia là người, hiện tại là quỷ. Giới tính nam, nhan sắc ngoài đôi mươi, tuổi thật trên 200, cao 1m87, nặng 86kg, tóc vàng bạc, mắt 7 màu. Tuy nhiên dù mắt cầu vồng nhưng anh không phải là người chơi hệ LGBT do fan ghép cho anh mà thôi.